Mà Đà Ná có nghĩa là nhận lãnh, cũng giống như một trường hợp một cái người á ao ước một vật, xin một cái người chủ nào đó cái một vật quý, thì khi ngỏ lời xin á chưa được cho, nhưng mà cái lòng mong ước muốn có được cái vật quý đó. Nhưng mà khi nghe cái người này muốn có được cái vật quý đó, thì cái người mà có cái vật đó, người đó cho, và khi cho thì người này nhận lãnh lấy và trân trọng gìn giữ, bởi biết nó là vật quý. Như thế nào cũng vậy, khi một cái người Phật tử chúng ta có cái tâm ý giữ gìn ngũ giới, người này có phát nguyện rằng con xin thọ trì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc, không nói dối, không uống rượu. Cái này là chỉ là cái ước nguyện của mình, nhưng mà được một vị sa môn hoặc là một người cư sĩ có giới, và người này truyền cho năm giới, thì khi mà nhận được cái năm giới đó, được là cái sự ngăn ngừa này, được gọi là ngăn ngừa bằng cách thọ trì hay là nhận lãnh. Thật tình mà nói thì cái vị sa di hoặc là cái vị sa môn hay là cái vị tỳ khưu đó đó, khi mà cho đó là cho người Phật tử thọ trì giới, vị này điểm thứ nhất là có giới, hoặc là thứ hai, ở cho dù vị này không có giới, nhưng mà cái khả năng gì này cho giới được hay không, nhưng mà trên người có giới, trên người có những bộ y, xin quý vị vẫn được, bởi sao vậy? Bởi vì sau khi mà cho giới á, thì vị sa môn này, vị sa di hoặc là một người phật tử này, hoặc là một vị tỳ khưu này, nhắc nhở rằng phật tử sau khi thọ trì ngũ giới hay là bát giới nơi tam bảo, chứ không phải từ vị đó, chứ không phải từ vị sa di hay từ vị tỳ khưu hay là từ một cái người cư sĩ có giới, tức là cái người phật tử này thọ nhận lãnh lấy cái giới hạnh chẳng hạn vậy. Từ đâu? Từ nơi tam bảo, mà tối cao là Phật bảo. Vị này chỉ là một cái động tác là chuyển cái giới này từ nơi tam bảo đến cái người sinh Phật. Cho nên có một số á nói rằng á, là trong cái ngày Bát Quan Tây Giới chẳng hạn vậy, chỉ cần phát nguyện là đủ rồi. Dĩ nhiên nó không sao, không phải là sai. Tức là ngày Bát Quan Tây Giới ngay cái kim thân Phật chẳng hạn vậy, người này á, là bạch Đức Thế Tôn, con xin thọ trì bát giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc, xin lỗi, không phi phạm hạnh, không nói dối, không uống rượu, không ăn sáng giờ, vân vân. Và người đó giữ gìn như vậy, hỏi có được tốt đẹp không? Hỏi xin thưa, có được tốt đẹp. Nhưng mà có khiếm khuyết không? Có. Khiếm khuyết đó do cái tâm ý của người này, là khi bạch Đức Thế Tôn, mà người này không nghĩ tới cái ân Đức Phật, hay ân Đức Pháp, hay ân Đức Tăng. Mọi người này chỉ bạch Đức Thế Tôn theo một nghi thức như vậy. Thực tế mà nói thì Đức Thế Tôn không còn hiện diện ở trong tam giới này nữa, ngài đã viên tịch cách đây 2.500 năm rồi, và cái biểu tượng ngài còn lại chính là kim thân của ngài.
Từ cái kim thân đó chúng ta có một cái biểu tượng. Biểu tượng như thế nào? Biểu tượng cái bi đức, cái tịnh đức và cái tuệ đức. Nếu như người Phật tử này mà bạch Đức Thế Tôn mà suy ngẫm tới, hướng tâm tới cái bi đức, tịnh đức hay là cái tuệ đức của Đức Thế Tôn, và sau khi tác bạch xong như vậy thì người này cũng cảm thấy là hân hoan. Nhưng mà cái giới này chỉ là lời nguyện thôi, chưa được nhận lãnh như là Phật vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy bà Visakha đó, vào cái ngày của Bồ Sa Phá, vào buổi sáng sau khi mà phát nguyện xong, bà vị đó thu xếp cái công việc của thế sự, vào buổi chiều thì đi vào tự viện, chính để đi vào lòng tự viện này là đi tìm tới vị tỳ kheo sinh thọ tại để được nhận lãnh, và tìm chỗ thanh vắng để niệm tịa tưởng về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, ân Đức Thí, ân Đức Thiên. Mà sau khi làm được cái phần sự đó như vậy một cách nghiêm túc, mà trọn ngày một đêm như vậy, thì quả phước được làm vua của 16 quốc độ đương thời, tức trong thời Đức Phật có 16 quốc độ. Thì cái phước mà làm chủ của 16 quốc độ đương thời không bằng 1/16 của cái phước và thời địa Phật quan thế giới. Mặc dù chúng ta thấy rằng đó là một hình thức, nhưng mà hình thức đó cũng rất quan trọng chứ không ai không. Bởi vì cái hình thức đó nó sẽ nhắc nhở chúng ta là mình đã có thọ trì trước một vị sa môn, mình đã có nhận lãnh những cái giới hạnh này trước một sa môn, và cái ngăn từ thứ ba được gọi là sê tố kha tá quý ra tí. Sê tố là cây cầu, kha tá có nghĩa là phá vỡ, ngăn trừ bằng cách là phá vỡ cái cầu, tức là làm cho cái sự nảy sinh lên của cái điều ác xấu này nó không có sinh khởi nữa. Nó được dịch là cái đoạn trừ, ngăn trừ bằng cách đã đoạn trừ. Như vậy chúng ta có ba cái cách ngăn trừ như vậy, hay là kiên tánh như vậy. Nhưng đây nói về cái luật mà thôi, hay là nói về cái giới mà thôi. Thì còn cái ngăn trừ chúng ta còn có, nó thuộc về phần định chứ không phải không. Ngăn trừ bằng định tức là mình ngăn trừ làm sao cho những cái tham ưu nó không thể xâm nhập qua 6 cửa. Ngăn trừ tham ưu nó không thể xâm nhập qua con mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý. Mà cái điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta tu nguyện là sẽ tu túc con mắt mà, hay là tu túc lỗ tai, hay là giữ gìn tâm ý của mình. Nếu mà khi gặp vào đối cảnh thì chúng ta có thực hiện không, đó là do một cái phần khác. Để đến bao giờ mà nhìn thấy chúng sanh này nó chỉ là hiện khởi của danh và sắc, hay nói cách khác nó chỉ là hiện thân của cái ngũ uẩn nào đó, không có tướng chung, không có tướng riêng. Ngay cả những cái danh từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày như những pháp danh, còn thực tế thì những pháp danh đó nó không là gì cả, bởi vì nó chỉ là một danh từ đơn thuần, chưa hẳn nó đã phản ảnh đúng cái trạng thái tâm của chúng ta có. Ví dụ như một cái người có tên là Thiện Ngôn chẳng hạn vậy, cái pháp danh là Thiện Ngôn,
nhưng mà chưa chắc gì những người này luôn luôn nói những cái lời tốt đẹp. Một cái người có một cái pháp danh là Trí Như Uyển hay là hoặc là Trí Cao Tột, nhưng mà Trí Hải, nhưng mà chưa chắc gì nó bằng ảnh đúc cái tên đó. Trí Như Uyển thì vừa sâu mà vừa rộng, thì đối với phàm nhân thì không thể nào mà có cái trí vừa sâu vừa rộng được, nó không có phản ảnh được đúng cái thực trạng. Tuy nhiên cái pháp danh nó cũng nhắc nhở tâm chúng ta. Nếu là thiện ngôn, nó pháp danh mình là thiện ngôn, thì nó sẽ làm cho mình cố gắng mình nói những cái lời tốt đẹp, nói lời chân thật, nói lời có lợi ích, nói với lời mềm mại và nói với cái tâm từ, đó thì ngon. Chẳng hạn nó sẽ nhắc nhở tâm, và khi mà nghĩ tới pháp danh mình như thế nào đó thì mình phải cố gắng làm cho nó được tốt đẹp nhé. Như thế nào cũng vậy, khi một cái người Phật tử mà họ trì giới hạnh ở tại nơi một vị tỳ khưu hay một vị sa di thì cái đó có một cái hình thức để mà nhắc nhở ta đã thọ trì nhận lãnh cái giới này từ nơi vị sa môn, mà vậy này đã chuyển từ tam bảo đến cho ta chứ không phải của vị đó, mà ta đã nói lên cái này này mà xin thọ nhận. Đấy là một cái hình thức nhắc nhở ta. Ngày xưa thì có những người nghe những cái tiếng tốt đẹp xuất hiện thì họ sẽ cố gắng họ thực hiện sẽ đúng cái danh từ đó. Như trong cái giải Pháp Cú có một câu chuyện, có vị trưởng giả thường năng đi tới chùa, và cái lòng ao ước của vị đó là mong được đắp chiếc y để sống đời sống không gia đình. Thì một lần nọ vị này thân tình với một vị trưởng lão hay một vị tỳ khưu, tạm mượn chiếc y của cái vị này tập đắp để thử coi khi mình đắp chiếc y này có thay đổi cái tăng tướng hay là thay đổi cái sắc tướng diện tướng nào. Thì tình cờ có một cái người hàng xóm của vị trưởng giả này thấy như vậy từ xa, cứ ngỡ là cái vị này đã xuất gia rồi, cho nên chạy về báo với gia đình, nói thưa bà trưởng giả, thưa các vị trong nhà này là ông trưởng giả đã xuất gia rồi, chính mắt tôi thấy ông đó đắp chiếc y. Thì sau khi mà đắp thử chiếc y xong á, vị trưởng giả cũng trao trả chiếc y này lại cho vị tỳ khưu rồi trên đường về. Thì nghe tin ông trưởng giả mà xuất gia vậy á, thì cái thân bằng quyến thuộc lẫn những người làm công cho ông trưởng giả này á đi tới chùa Kỳ Viên để xem người cái sự kiện này nó đúng như vậy không. Và khi mà đi tới như vậy á, thì trên đường đi gặp ông trưởng giả, những người này rất là mừng đó. Ồ, chủ chưa có xuất gia mà vậy mà ai về báo nói là chủ đã xuất gia rồi, mà chúng tôi đã tới để tìm thử coi chờ xem phải là chủ đã xuất gia không, sự kiện này phải lên. Thì vị trưởng giả đó nghe nói vậy suy ngẫm ta trong tâm rằng là cái điềm lành nó đến với ta đó, một lời tốt đẹp đã đến với ta, có làm sao cho cái lời tốt đẹp này nó trở thành hiện thực, nó không phải là cái lời say ngoa. Và lập tức ông nói thôi các người hãy về nhà đi. Thì cái những người thân tộc người nhà thấy ổng vẫn còn cái phẩm mạo cư sĩ cũng hân hoan trở về nhà, thì cái đó vị trưởng giả đi tới chùa Kỳ Viên đánh lễ cho thầy cô xin xuất gia, và ông đã được xuất gia. Cái từ danh từ xuất gia đó mà ông là biến cái tiếng để mà trở thành hiện thực, phản
ánh đúng cái thực trạng mà được nghe. Và như thế nào cũng vậy. Và ở đây chúng ta mới thấy rằng á, cái lòng ước nguyện xuất gia là nó có trước. Và đến khi mà để xuất gia rồi á, đó là sự nhận lãnh. Cái giới chúng ta cũng vậy đó, rồi cái pháp chúng ta cũng vậy đó. Một người Phật tử chúng ta mong mỏi chứng đắc được sơ nhị tam tứ định, đó là ước nguyện. Và khi đi tới thiền đường và nhận đề mục từ vị thiền sư, dù là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì đó là gọi là nhận lãnh. Và đến khi hoàn tất được cái phận sự của mình, đó là một phận sự mà diệt đi những phiền não, diệt đi những ô nhiễm, thì được gọi là sê tú khả ná, là phá vỡ cái cây cầu khiến cho những ô nhiễm đó, khiến cho những phiền não đó nó không có cái cơ hội, hoặc là không còn cơ hội để mà nó dị lợi. Thì trường hợp này gọi là kiên tánh bằng cách đoạn trừ. Chúng ta có ba cách như vậy. Và cái phước báo cái nào cao hơn, dĩ nhiên là cái đoạn trừ cao hơn, bởi vì nó gì, nó vĩnh viễn. Còn cái ước nguyện có đôi khi vui thì nguyện như vậy. Nhưng mà nó không có chắc chắn. Rồi nhận lãnh của bạn, nó cũng không chắc chắn. Như có một số Phật tử vậy mà. À, chúng ta nguyện là không sát sanh, không trộm cắp, không uống rượu chẳng hạn, hay chắc sai. Nhưng mà thọ giới xong xuôi rồi á, à, cũng nhận lãnh xong xuôi rồi, nhưng mà gặp bạn bè rủ rê thì cũng có thể uống rượu hoặc cắp chắc sai. Quá là thọ trì không nói dối chẳng hạn vậy. Nhưng mà gặp cái điều kiện mà khẩn cấp, bức bách nào đó, nó cũng vẫn có nói dối. Cho nên hai cái điều này, hai cái ngăn trừ này nó không chắc chắn, không vững bền. Mà trái lại cái đoạn trừ xa lánh, nghĩa là xa lánh bằng cách đoạn trừ đó, nó vững chắc. Cái xa lánh bằng cách đoạn trừ đó được chỉ từ bậc thánh dự lưu trở lên. Bởi vì cái nhân mà sanh ra những cái phiền não ô nhiễm để dẫn tới hiện khởi những ô nhiễm hay những cái phiền não đó, nó bị diệt trừ, nó bị phá vỡ. Cái cầu của liên lạc nó đã bị cắt đứt từ bờ sông này qua bờ sông kia, nó bị phá vỡ. Sê tú khả ná, nó bị phá vỡ. Và bây giờ chúng ta mới tìm hiểu rằng thêm một cái chi phần nữa là ba cái sự ngăn trừ này nó được thể hiện như thế nào. Rồi xin thưa quý vị, nó được thể hiện bằng cách là thuận lợi, và bằng cách đối diện, và bằng cách nỗ lực. À, trong nỗ lực đó có cái sự kham nhẫn trong chịu đựng trong đó, tức là nó có một cái sự kiên tâm rất là mạnh. Bây giờ chúng ta nói cái điều kiện thuận lợi để mà có thể sự xa lánh này một cách tốt đẹp. Xin thưa, cái điều kiện thuận lợi của sự xa lánh này, điểm thứ nhất là do cái truyền thống, điểm thứ hai là do cái sinh kế, điểm thứ ba là do cái quốc độ, điểm thứ tư là do cái thời điểm. Ở đây cái sự xa lánh này do cái truyền thống, do truyền thống, tức là cái truyền thống gia tộc như thế nào đó được lưu truyền từ đời ông, đời cha, cho đến đời mình sẽ duy trì cái truyền thống tốt đẹp đó. Ở trước mắt thì cái truyền thống tốt đẹp đó là một cái pháp tốt, và cái người con thì có bổn phận duy trì cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc để lại. Đây là lời giải của Đức Phật trong bài kinh Sinh Ca Lô Qua Đá, tức là Ca Lô Việt.
người con mà có hiếu, người con mà đối đãi cha mẹ đó một cách tốt đẹp đó là duy trì cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc để lại. Mà điển hình như là Bồ Tát chúng ta vào một cái thời quá khứ, ngài sinh vào một cái gia tộc, gia tộc này có cái tên gọi là Thamma Ba La, Ba La, Ba La có nghĩa là gìn giữ, Thamma là pháp. Khi đến tuổi trưởng thành thì cha ngài cho ngài đi học nghiệp nghệ ở kinh thành Takasila, và ngài phải học với một vị thầy. Trong thời gian mà thầy học với thầy á, bất ngờ có người con của thầy mệnh chung, cả những cái môn sinh đều than phiền buồn rầu, nói ồn cái người trẻ như vậy mà chết là không hợp lý, không hợp lẽ. Ở riêng ngài Bồ Tát của chúng ta Thamma Ba La thì cười, thì các môn sinh nó hỏi là vì sao mà ông cười vậy, thế nên tôi thấy rằng cái điều này lạ lắm nên cười. Ở trong gia tộc tôi không bao giờ có người chết trẻ cả. Thì người thầy nghe nó vậy ngạc nhiên, nó hỏi là vì sao mà trong gia tộc của con lại không có người chết trẻ. Dạ thưa thầy, gia đình con có một cái truyền thống là luôn luôn giữ gìn là không có tà hạnh trong dục lạc. Chữ tà hạnh trong dục lạc á, thường thường chúng ta được dịch là không có tà dâm thật sự. Tà dâm chỉ là một trong thế giới này mà. Nói cách khác nữa, cái tà dâm nó chỉ là một trong những giới ở đỉnh cao mà thôi. Cái sự tà hạnh trong dục lạc này á, rõ ràng á, ví dụ một cái người mà đánh đề hoặc là chơi những cái cờ bạc thì chẳng hạn, rõ ràng rằng á, nếu y cứ vào giới này thì chúng ta thấy rằng là không có cái vi phạm. Nhưng mà thật sự ra nếu mà kame sút mít cha cha ra, tức là kame sút là ở trong dục, trong sắc tinh hương bị sút, mít cha là xoáy quấy, cha ra là làm hay là thực hiện, thực hiện cái sự xoáy quấy ở trong sắc tinh hương bị sút. Còn tà dâm chỉ là một trong cái nhóm này mà thôi, chứ không phải là chỉ cái giới này. Cho nên ngài mới ngài Thamma Ba La Bồ Tát chúng ta nói là ở trong gia tộc của con á, từ trên xuống dưới, từ thân bằng quyến thuộc cho đến những người làm công, ai cũng gìn giữ cái giới này hết, không hề vi phạm. Cho nên trong gia tộc con không có người mà chết già, nó sợ có người chết trẻ. Ông thầy cũng nghe nó ngạc nhiên, ông mới lấy những cái sừng dê này, ông mới đi tới cái tỉnh có nhà Bồ Tát đó. Ông mới vào nói với cha Bồ Tát, nói thưa ông, tôi là thầy của Mắt Bà La, con ông là một cái công tử rất là ngoan, rất là dễ dãi, rất là hiền lành, ai cũng mến. Nhưng mà tôi đến đây tôi báo cho ông là một cái tin buồn là con ông đã bị chết rồi. Đây là xương của cậu ấy mang đến cho ông bà. Cả nhà của Bồ Tát cười lên. Cái ông này ngạc nhiên hỏi vì sao mà ông nghe tin con chết mà ông cười. Thì cha Bồ Tát nói trong nhà tôi không chưa bao giờ có người chết trẻ, chắc này xương là xương dê, nhưng mà giờ xương của con tôi đâu. Thì nghe vậy ông thầy mới biết rằng là cái nhà này có một cái truyền thống dưỡng giới. Chúng ta thấy rằng á, cái giới cái sự ngăn ngừa này nó được thuận lợi bởi do cái truyền thống. Mà người nào mà thấy được cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc dưỡng giữ, dưỡng giữ cái truyền thống gia tộc nào mà được hợp pháp, hợp với luật, những cái truyền thống đó cần phải dưỡng giữ. Đây là của bổn phận người con đối với trong gia tộc hay đối với cha mẹ.
như trong bài kinh Thích Ca Lập Việt Đức Phật ngài dạy. Nó thuận lợi thứ nhất vậy. Thuận lợi thứ hai là do cái sinh kế. Với một cái người mà có sinh kế tốt đẹp, nó cái khác là người này sinh ra trong cái dòng dõi cao sang, hoặc là sinh ra trong một cái gia tộc mà giàu từ trong trứng nước đó. Gia tộc thì giàu. Đối với người giàu á thì phần lớn giúp cho họ không có sát sanh nếu họ biết khá lé. Bởi vì giàu mà có người ăn kẻ ở, và cái sự mà phải đi tìm kiếm những con vật như những gã thợ săn hoặc là những người chạy lưới, mới sinh kế của người này giàu nó khác cái sinh kế của người khác nghèo. Cho nên câu tục ngữ chúng ta đó là bần cùng là sanh đạo Phật, nghèo khổ quá là sanh trọng cách. Bởi vì các bạn bản năng sự sống đó, nó dùng vậy, nó bắt buộc phải làm. Nhưng mà cái người nào mà đầy đủ tài sản như vậy, hoặc là sống trong dòng họ giỏi cao sang như vậy, thì họ có thể họ sẽ không nói những tiếng thô lỗ, không nói thế. Bởi vì nghĩ tới dòng họ mình là dòng họ cao sang, là dòng vua hoặc dòng quan, thì không thể dùng những cái tiếng thô lỗ giống như những cái người mà không học thức được. Phải là dùng những cái tiếng hoặc là những từ để chứng tỏ mình là một con nhà gia giáo, để chứng tỏ mình là thuộc dòng dõi tâm anh thế việt, là một cái dòng dõi mà danh gia vọng tộc. Cho nên những chửi mắng, tiếng chửi mắng không hề xuất hiện được, mà do cái gia tộc hoặc là do sinh kế. Rồi sinh kế là một cái nhà đầy đủ tài sản vậy, thì sẽ không có rơi vào sát sanh hay là trộm cắp. Nhà giàu quá mà trộm cắp để làm gì? Nhà có hàng trăm triệu thì 20-30 ngàn chắc chắn là không phải là trộm cắp để làm. Nhưng mà nghèo khổ 20-30 ngàn có thể là trộm cắp được. Mà giờ có vài 300 triệu thì 20-30 ngàn có nhiều khi em cho cái số nó còn hơn nữa. Thế sao không có giờ ra vào cái trộm cắp? Chỉ khi nào gặp được á, nhưng mà hỏi là lòng tham còn không? Vậy còn. Khi nào mà gặp những cái món vật mà nó tốt hơn á, thì nó sẽ khởi tâm tham lên, hoặc là tham về những cái địa vị. Nó làm tể tướng mà đôi khi còn muốn cướp ngôi vua, rồi chia hai giang sơn. Nếu vua trời thích là còn muốn giết vua trời thích để mà chiếm đoạt cả trọn vẹn cung trời đạo lợi. Đây là tiền thân của Bồ Tát chúng ta. Khi ngài làm vua chưởng ương vương có cái tên gọi là Manh Thà Tú. Nó lòng tham vẫn còn. Nhưng mà những cái giới nào mà nó ở tầm cỡ thấp nó chắc chắn không vi phạm. Không phải rơi vào cái tình trạng phải đi săn bắn để giết những con thú vật. Không phải là đi đánh bắt cá để giết nhiều con. Nó thuận lợi trong cái sự mà xa lánh ăn được, cũng do cái sinh kế hoặc là cái gia tộc hoặc cái tài sản. Cho nên đính kèm theo cái trì giới cho được tốt đẹp. Đức Phật ngài dạy chúng ta sao? Hãy bố thí, hãy có cái lòng mà rộng mở. Bởi vì hãy bố thí như vậy nó phát sinh tài sản, mà một khi có tài sản nó ủng hộ cho cái giới này nó được viên mãn, nó được tốt đẹp. Cái người mà cứ mãi trì giới không mà không bố thí thì người đó khi sanh ra, một cái điều chắc chắn nhất là vị đó sẽ sanh lên nhàn cảnh, tức là sanh làm con người, nhưng mà sẽ là người nghèo khổ không có tài sản. Cái nhân hôm nay không gieo thì cái quả kia xong thì có. Được sanh làm người mình có đầy đủ tài sản nữa thì cái tài sản này nó ủng hộ cho cái giới, cho kiếp sau. Kiếp này chúng ta biết Phật pháp, chúng ta giữ giới được. Nhưng mà tâm tính chúng ta bất mà keo kiệt hay là bỏng sẻn hay là không có thật sự buông bỏ, không có phóng khoáng, không có rộng mở,
Thì thưa quý vị, chứ sao nữa, chắc chắn giới này sẽ đưa chúng ta làm người, nó là thiện pháp, nhưng mà sẽ là người nghèo khổ. Và điều này Đức Phật ngài giảng cho bà công chúa Sumana, chị của Vua Bạch này nè. Nàng công chúa Sumana hỏi bà Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, hai vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, một vị có bố thí và một vị không bố thí, nếu phải sanh thiên thì có gì khác biệt nha? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: Này Sumana, có sự khác biệt. Một vị tỳ khưu bố thí và một vị tỳ khưu bố thí, nếu phải sanh thiên thì vị tỳ khưu có bố thí á được thù thắng hơn vị không bố thí cái 10 hạnh phúc ở trên cõi trời, tức là được thiên sắc tốt hơn, được thiên thanh du dương hơn, được thiên hương ngào ngạt hơn, được thiên cái thiên vị là hưởng những vật cực trời á, nó tối thắng hơn, được cái thân súc lạc tốt hơn, được thiên uy quyền rạng rỡ hơn, được thiên danh với lại danh tiếng được nhiều hơn, được thiên lạc. Mà Đức Tôn, nếu hai vị tỳ khưu mà tái sanh xuống cõi người á, cùng xuất gia trong giáo pháp này thì có gì khác biệt không? Đức Tôn mà phán dạy là: Này Suana, có chứ. Cái vị nào mà trước đây có bố thí á, mà xuất gia trong giáo pháp này á, thì được 5 điều hạnh phúc. Thứ nhất là tứ vật dụng đầy đủ, y phục đầy đủ, vật thực đầy đủ, thuốc trị bệnh đầy đủ và tàn tọa lưu cốc đầy đủ. Và điều thứ năm là các bậc đồng phạm hạnh yêu mến. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Mình có nên nhiều bộ y mình đem cúng dường cho chư tăng hết, thì gặp chư tăng mình cũng cúng dường hết, dĩ nhiên chư tăng hoan hỷ, hoan hỷ thì sẽ yêu mến. Mình có những loại vật thực mà sang trọng, mình biết chia sớt cho các bậc đồng phạm hạnh mình, thì dĩ nhiên các bậc đồng phạm hạnh mình sẽ quý mến mình. Có một ông Sa Di, ông thích ăn những cái loại bánh, đó là chúng ta gọi là như là bánh đậu vậy hả. Mà ông thường thì nhà nhà cũng biết bánh ý ông, cho nên cũng làm những cái bánh đậu trong mẹ. Nhưng mà ông về ông chỉ mang ăn một mình thôi, và cái sự kiện này được phản ánh tới gia đình. Một lần nọ thì ông về ông xin bánh đậu, bà mẹ mới nói là: Này con, tôi sẽ làm bánh đậu dâng cho sư, nhưng mà nếu sư biết ăn á thì sư còn ăn nữa, còn như nếu mà sư không biết ăn á thì sư chỉ ăn được một lần này mà thôi. Thì ông Sa Di ông nghĩ: Trời, ăn bánh đậu ăn hoài sao đâu biết ăn được, hôm nay mẫu thân mình là chắc nghĩ vẫn vơ à, không còn sáng suốt nữa. Và ông có mang cái bịch bánh đậu về cũng ăn mình. Lần tới ông tới xin nữa, bà thân của vị Sa Di đó nói: Này sư không biết ăn bánh cho nên tôi không cho xin nữa. Tôi biết ăn là sao, là mình thọ dụng rồi, còn phần còn mình chia cho những bậc đồng hành, thì bậc đồng hành yêu mến mình. Họ xin nói vậy rằng á, trong thời của vua A Dục mà, do cái phước riêng của vị Sa Di Ni Rô Thá trong tiền kiếp là người em út của gia đình của người bán mật, hoan hỷ với phước của người anh mình làm, nên người bán mật này sau này trở thành là vua A Dục. Do một lần nọ là cúng dường mật, một bát mật đến vị Phật Độc Giác và nguyện mình sẽ là vua của cõi Diêm Phù Đề. Và một cái cô gái đi lấy nước bờ sông về nghe cái lời phát nguyện đó, cho nên cô gái đó đã nghĩ rằng cái lời ước nguyện của người bán mật này quá thật lớn và có thể thành tựu trong tương lai, người ta phải cộng phước vào để ta hưởng. Cho nên nàng rút một chiếc khăn dâng cho Đức Phật Độc Giác để dùng lược mật, và nàng phát nguyện rằng nếu sau này cái phước của cái người bán mật này
trở thành hiện thực là vua của cõi vua phù đề này xin cho tôi được làm hoàng hậu của vua này. Và nàng chính là vị hoàng hậu có tiếng của đức vua Asoka, vua Ai Dục. Nàng có tên là Asantimitta. Asanti là không mới nói, do cái quả phước mà nàng dùng tay chỉ cái gian hàng bán mật chữ Phật Tổng Giác, nên là nàng không có cái mối nối. Tức là khi mà chúng ta duỗi thẳng ra ở chỗ những cái đốt tay, đốt những cái đốt tay hoặc là ở cùi chỏ chúng ta nó lần nó cứ thấy rõ mối nối, còn nàng đưa tay ra thì nó liền trên, nên là có tên là Asanti Mitta, là người bạn không có cái mối nối. Rồi á, cái người bán mật này có hai người em. Hai người này đó luôn luôn đi tìm mật trong rừng về. À, khi mà về xong á thì cái người người anh á, người anh thứ hai á, được nghe nó vậy đang đi kia tìm mật về mà cảm thấy khó chịu, nó ồ ở phần phước nhưng mà mấy vị này mấy thầy này cứ hở đi xin giống những người nô lệ. Do cái lời phát biểu như vậy cho nên khi vua Ai Dục mà sanh khởi lên lên ngôi á, thì cái vị hoàng hậu anh của vua Ai Dục, đó là vị hoàng đế trước, phải chạy trốn mang thai vào. Và trong đêm đó thì bà đi tới cái miếu hoang và chạy tới miếu hoang, bà sanh ra một đứa hài tử ở dưới cội cây bàng. Thì bây giờ có người thôn trưởng, mà thôn trưởng đó là cái làng nô lệ, nhưng họ là một về cái làng nô lệ đó, người thôn trưởng đi tới mới gặp bà, nói ủa sao bà có mặt ở đây. Bà này mới sợ rằng là nếu mình nói là hoàng hậu thì ông này cũng bắt mình nạp cho vua Ai Dục ảnh hưởng, cho nó trớ ra tôi là cái người chạy loạn kìa, tới đây tôi sanh nở là đứa bé. À, nhìn đứa bé này người thông trưởng này cũng thấy dễ thương, nên đem hai mẹ con về nuôi. Vì sanh ra cỏ cây bàng cho nên hai tử đó có tên là Nirothak. Nirothak nghe là cây bàng. Mà đến khi 7 tuổi rồi đó, thì bà hoàng hậu cũng ngẫm nghĩ là nếu mà ta sống trong cái làng nô lệ này thì e rằng là không thể mà thoát ra khỏi cái giai cấp nô lệ, mà con ta không phải là người dòng nô lệ mà là dòng vua. Nhưng bây giờ mà tiết lộ ra thì cũng kẹt lắm, cũng khổ, không biết là bạo vương Ai Dục có tha thứ không. Mà trước khi biết Phật giáo, thưa quý vị, trước khi biết Phật giáo vua Ai Dục nổi tiếng là bạo vương á, cho nên suy ngẫm vậy đó, thì cái duyên lành cũng tới. À, hai tử Tiết Lô Thác khi 7 tuổi thấy vị Sa Môn đi bát thất thực trong cái làng mà nó quan hỷ, nói mẹ mẹ cho con đi xuất gia. Bà mẹ nói vậy là cái cơ hội mà thoát khỏi cái dòng nô lệ có rồi. À, mới cho đứa con xuất gia. Sau khi xuất gia được vài năm thì trên một lần nọ trên đường về thăm nhà, đi ngang qua cái cổng thành, thì bây giờ vua Ai Dục đứng ở trên lầu nhìn xuống, thấy ông Sa Di nhỏ dễ thương đi ngang qua, tự nhiên cái tâm ông giàu dạt tình thương. Ông mới cho lính mời cái ông Sa Di vô. Mà quý vị biết là hồi đó vợ sống trong cái thôn trưởng mà. Cái người thôn trưởng nó giống như quyền quy của một cái xứ, một cái làng đó. Trên cậu bé này không hề biết xã ai, và sử dụng những đồ vật á ở trong nhà một cách tự nhiên, người không có ý kỵ, không có e dè. Rồi vào chùa ra gặp vị trưởng lão cũng biết rằng đây là cái người đặc biệt này, cho nên cũng nâng đỡ dạy dỗ một cách đàng hoàng thật.
Và vị sư này rất là dễ dạy, không hề phạm lầm lỗi, cho nên thứ nó không hề sợ cái gì vậy. À, cho nên khi mà mời vị sa di vô, ước mời vị sa di vô thì vua A Dục á có cái chỗ ngồi riêng của mình, và vị sa di này vô á nhìn thấy vua A Dục, thấy cái ghế ngồi trống, mà ghế là ghế vua A Dục, ngài tự nhiên ngài lên ngài ngồi, ngồi một cách thoải mái mà cũng không hề run sợ. Mà cách thức ngồi đó đó, mà ai mà ngồi trên ghế đó là bị chém đầu à. Nếu mà vua vụ thấy cậu cái vị sa di này lên đó, ngồi cái tự nhiên cái thương mến vô cùng, rồi cho đem dọn đồ cái bậc thần đến cúng dường. Cái vị sa di này dùng giống như người đồ của mình á, thoải mái tự nhiên, cái phước của người ta mà chẳng qua chỉ lời nói vậy thôi, là nói là mấy ông thầy tu này cái gì cũng đi xin, cái gì cũng đi xin, giống như nô lệ mới mà bị phe bị lọt vào cái vòng nô lệ. Và từ vị sa di này á, cho nên là vua A Dục biết đạo, biết đạo Phật, ông giảng đạo, ông giảng xem mà vua A Dục nghe càng mê, càng thấy càng thấm thía à, muốn quay trở lại đạo Phật à, trở thành một vị hộ pháp sau này, để rồi trường Sĩ Ca Cân Giá có 8 tháng vua A Dục đó. Ai ngày xưa du hóa, ai ngày sau hành hương, thấy chăng trong bóng hoằng dương, bóng người hộ pháp lòng khuôn Phật đà. Mà 8 tháng như vậy, mà trước đó thì Sĩ Ca Cân Giá là Bảo Vương á, Cân Giá máu chảy thành sông, xương phơ như núi, khủng khiếp lắm. Nhưng từ khi biết đạo rồi thì vua A Dục trở thành là một cái vị là minh minh vương minh quân, là một đại hộ pháp. Và cứ mỗi ngày như vậy á, cảm cái cảm niệm cái công ơn của vị sa di Ni Rô Thá. Vào buổi sáng trước khi dùng điểm tâm á, mới hỏi rằng là có dâng cho ngài sa di bộ tâm y chưa? Nếu mà chưa đó, vua A Dục bảo phải dâng xong, hãy dâng xong là ta mới dùng buổi buổi điểm tâm. Buổi trưa cũng vậy, buổi chiều cũng vậy. Tính ra mỗi ngày như vậy đó, là vị sa di này được 3 bộ tâm y. Và người ta nói rằng hầu như là chư tăng ở Ấn Độ thời đó đó là nhận được y từ vị sa di Nirodha này, mà sau này ngài là bậc A La Hán. Ngài bậc A La Hán. Bởi vậy khi mà có những cái vật chất, có y phục, có bậc thực, có liêu là có những cái thuốc trị bệnh chẳng hạn, mà đem san sẻ đến những bậc đồng phạm hạnh, thì bậc đồng hạnh thương mến. Cho nên cái người mà bố thí, cái phần dạy này số mana, cái người mà bố thí ở trong giáo pháp này, hai vị tỳ khưu, một người có bố thí và người không bố thí, xuất gia trong giáo pháp này thì vị bố thí được tối thắng bởi 5 điều là tứ vật dụng đầy đủ, đồng thời được bậc đồng phạm hạnh yêu mến. Được bậc phần đồng hạnh yêu mến là sao? Tâm mình phải động mở ra. Với tâm mình mà có, nhưng mà tâm góp thì chưa chắc à, chưa chắc bậc đồng hạnh yêu mến à. Mình phải có tâm rộng mở. Rất là cái người mà biết ăn, chứ đừng như vậy sa di kia không biết ăn bánh. Phải người biết ăn bánh, mình ăn thì mà hết, người khác ăn thì còn. Cái câu tục ngữ Việt Nam nó cũng khó, mình ăn thì hết, người khác ăn cọp à, cái tâm mình rộng mở. Mình tập dần dần như vậy tâm mình lúc nào cũng rộng mở, khó lắm, không gì dướng mắt cả. Bởi vì khi đó đó, vì thì không mà có tâm rộng mở vậy đó, thấy người khác mà cúng dường cho một cái người Phật tử cúng dường người khác cái hoan hỷ liền. Mấy người đó sẽ nghĩ ra nếu mà tới ta cũng nên cho dân các vị khác. Bởi vì nếu đây là cái số thặng dư sau khi chi phí cho bản thân mình xong,
nó có thấy là dân chúng nhân mật đồng thành thành mà hoan hỷ, mà hoan hỷ vậy rồi cũng có uy lực. Cho nên Đức Phật ngài dạy á, là khi mà trì giới không á, là phải bố thí, ngăn ngừa gì, ngăn ngừa cái lòng bỏng sẻn, ngăn ngừa cái sự bốc rít để về có được cái tài sản vậy, thì nó ủng hộ cho giới hạnh này, nó giúp cho giới hạnh này được tốt. Giàu thì không có giờ mà trộm cắp, giàu thì không cần phải sát sanh nếu khéo tác ý. Cứ giao cho cái nhà bếp đi và dặn là chớ cho nên mà bảo người ta sát sanh như vậy. Chứ không phải là giàu hôm nay muốn ăn cái món này hãy kiếm món này kia, nhưng coi chừng nếu mà người có trí thì nói à hãy ra chợ mua những con vật mà nó đã chết rồi mà bảo người ta giết mà mình cũng giết theo á. Hôm nay đi tìm tôm hùm để mà về nướng chao hay gì chẳng hạn vậy, suối bảo người khác vậy đó. Mà cái người ở mà đi mua tôm hùm về mà làm á, mình cũng dính là mình cũng dính vào tội sát sanh, chứ phải khéo léo, nhưng mà sẽ không có lo âu nhiều. Còn trái lại mà cái sự sống chúng ta nó kém khiếm khuyết thì lập tức nó rơi vào cái giới hạnh nó bị nhơ bẩn hoặc là bị đứt đi chẳng hạn. Đây là thuận lợi bởi do cái đời sống, rồi thuận lợi bởi do cái trú xứ. Có những cái trú xứ mà theo một cái lệ tự nhiên họ gìn giữ giới hạnh cái tự nhiên, như là xứ Bắc Cương Lưu Châu chẳng hạn. Theo truyền thuyết trong Phật giáo á, thì là cái xứ Bắc Cương Lưu Châu á, những người dân ở xứ Bắc Cương Lưu Châu luôn luôn thọ trì năm giới một cách tự nhiên, tức là họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc, không nói dối, không uống rượu. Và sau khi mệnh chung rồi thì những người dân xứ Bắc Cương Lưu Châu, tức là Uttara Kuru Dipa, Uttara là ở phía Bắc, Kuru âm là Sikuru âm là Bắc Cương, đi bá là cái châu. Thì sau khi mà mệnh chung thì những người này sẽ tái sanh lên cõi trời, rồi dứt cái kiếp đó tái sanh của người nhân loại, rồi từ đó có thể rớt xuống địa những khổ cảnh. Nếu quốc độ à dĩ nhiên. Rồi cái thời nữa, có những cái thời mình không bao giờ vi phạm nữa. Mà thời đó là gì? Thời gì? Thời tu tập. Xin thưa về thời tu tập. Nếu bị tỳ khu mà vào trong khu rừng nhá hẹo lại, nơi thanh vắng, ngồi chiếc già lưng thẳng đặt niệm trước mặt, tu tập những đề một thiền tịnh, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, hoặc là tu tập về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp vậy. Ở trong những lúc mà ngồi tu tập như vậy đó, thì không có điều kiện để phạm giới. Mấy ngồi tu thiền như vậy thì đâu có sát sanh được, ngồi tu thiền như vậy đâu có trộm cắp được, ngồi tu thiền như vậy thì đâu có nói dối được, đâu có lời nói đâu để nói dối. Rồi ngồi tu tập thiền này thì đâu có uống rượu trong cái thời mà không tu tập cả, chứ lúc tu tập thì đâu uống rượu hay mà nói cái thời đó do không có chạm trán. Và ở trong rừng á, Đức Phật ngài dạy rằng vậy thì khu dạy rằng hãy ở nơi thanh vắng, đây khu rừng, đây cõi cây, đây đống thơm, đây ngôi nhà trống, để không có tiếp xúc với sắc tinh hương bị xúc, mà không tiếp xúc với sắc tinh hương bị xúc vậy, nếu là không tiếp xúc với sắc khả lạc khả ái, không tiếp xúc với âm thanh khả lạc khả ái, không tiếp xúc với mùi hương ngát thơm ngát thì ngăn người cái tâm không rơi vào cái tham ưu dính nhiễm tới cái sắc tinh hương xúc đó. Chỉ có những cây rừng mà thôi, chỉ có những đống rơm mà thôi, mà chỉ có cái căn nhà mà trống thôi. Cái điều kiện đó, nó những cái điều kiện đó thuận lợi. Chúng ta nói là điều kiện thuận lợi thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái truyền thống tốt đẹp. Thứ hai
là cái gia tộc cao sang và sinh kế được tốt đẹp, mà sinh kế không có bị nghèo khổ. Thứ ba là cái thời điểm, đó là những cái điều kiện thuận lợi. Nên chúng ta thấy giáo pháp Đức Phật dạy là gì? Tỳ khưu ở nơi thanh vắng này, nó không có điều kiện để mà vi phạm giới, và tu tập hàng thường xuyên tu tập như vậy thì trong giây phút mà tu tập vậy cũng không phạm giới, bởi vì không có cách nào để mà giới sanh lên. Cho nên những người mà học nhiều pháp nó sẽ thấy rằng tại sao những cái tâm thiền á, tâm sơ định, nhị định, tam định, tứ định, thậm chí tới phi tưởng định của thiền nghiệp thế, không có ba cái tâm sở chánh ngữ chánh nghiệp chánh nạn trong đó, bởi vì nó không có điều kiện nó sanh khởi lên. Mà rút tu tập là không bao giờ, nó ngăn ngừa luôn nữa, đó là những điều kiện thuận lợi. Bây giờ có một điều kiện thứ hai nữa là cái điều kiện chạm trán, chạm trán này, cái điều kiện thuận lợi đó là dễ dàng rồi, nhưng mà điều kiện chạm trán của nó đó, tức là cái khả năng có thể phạm giới được nhưng mà người đó không phạm giới đó, nên mới nói cái lãnh lực tâm nằm chỗ này, có thể nói dối được nhưng không nói dối. Ví dụ như người muốn bán hàng chẳng hạn, họ có thể nói thấp nhưng mà họ không nói thấp, nữa là tôi mua món vật này và tôi bán món vật này với giá đó đó, ông mua, ông mua thôi. Thì có một số Phật tử hỏi chúng tôi vậy nói gì sư, vậy khó bán lắm sư ơi, phải nó cao lên để họ trả cái giá nào cũng dính hết. Nhưng cái đó nó xuất phát từ cái lòng tham, mà nuôi mạng kiểu đó lại giấy thêm cái nữa là tà mạng, nuôi mạng không chân chánh, không đúng, không phát. Và có lần chúng tôi giải thích cho người Phật tử rằng á, xin thưa rằng á, nếu mà nói như vậy á, không phải chỉ phạm một giới đâu nha, phạm cả hai giới, với cả hai giới. Chúng ta ví dụ giống như dòng một cái ly Việt Nam vậy. Nhưng mà để bán cho được cái ly Việt Nam này, khách hỏi cái ly này nó phải nói là ly của Mỹ, ly của ngoại quốc, bán được giá cao. Thấy là chỉ nói dối thôi à. Mà hãy là ly của nước ngoài thì phải giá cao, vậy thì nó đã thặng dư giá trị của cái ly này, thay cái ly này 3 đồng mà nói ly nước ngoài nó phải là 10 đồng à, để gì để bán được 7 đồng, mà thậm chí người bán mà 7 đồng đó, làm như ngần ngừ đó, cái tình cảm đó. Mà tôi thôi vậy được rồi, thôi để vốn cho chị đó. Chuyện đó không có đâu. Thì vừa phạm được cái giới nói dối, vừa phạm luôn cái giới trộm cắp, bởi vì thằng dư giá trị quá nhiều, không phải đơn giản. Nếu mà cái người mà tốt đẹp á thì có sao nói vậy à, bây giờ tôi mua cái ly này 5 đồng, giờ tôi mua tiền này tiền kia tiền thuế tiền má tiền gì đó thì lợi nhuận tôi bán 7 đồng, 8 đồng đấy, các bạn. Nó rõ ràng các bạn. Đây là người đó không à, sống bằng sự hợp chân thật mà giữ giới được. Nếu không khéo thì chúng ta từ đó nó dẫn tới cái nuôi mạng không đúng pháp, tức là tà mạng à, rơi vào giới tà mạng. Cho nên khi mà đối diện mà chúng ta giữ được á, giữ được thì bây giờ mới là giới thọ trì, mới thấy được cái tâm lực của mình có điều kiện nói dối mà không nói dối được. Và cái lời hứa cũng vậy, lời hứa không ai bắt buộc chúng ta hứa cả. Chúng ta hứa chúng ta thực hiện, còn điều kiện khách quan mà chúng ta không thực hiện được, đó không phải lỗi chúng ta, đó không phải lỗi chúng ta. Ví dụ như bây giờ có một người Phật tử mà thỉnh một vị sư đi Tây Tạng vậy đó, nhận lời thì bất cứ giá nào vậy cũng sẽ tới, nhưng mà trên đường đi bị kẹt xe, bị một tai nạn hay gì đó chẳng hạn, đó là cái trường hợp bất khả kháng, nó là điều kiện khách quan, vị này vô lỗi, không có lỗi chút nào, không ai bắt mình phải hứa.
hứa là phải thực hiện, mà do một cái điều kiện nào đó không thực hiện được thì đó là một cái điều kiện khách quan chứ không phải là điều kiện của mình, thì người này xem như vô lỗi, có lỗi chẳng hạn. Mình phải giữ đó, có điều kiện mà mình vi phạm được không vi phạm đó, bây giờ mới gọi là cái thọ trì dứt khoát. Giống như Bồ Tát của chúng ta, còn khi mà Ngài là đạo sĩ Thanh Tý qua đi, tức là người nói kiên nhẫn hay người nói chịu đựng hay người nói nhẫn nại, qua đi là lời nói Thanh Tý rồi nhẫn nại. Ông vua Ác Dương á, ông bực mình đập trong trận, nhưng Ngài nói là Ngài là cái người nói cái pháp nhẫn nại. Ông vua hỏi là nhờ con giải pháp gì để cho bảo tồn á, Ngài có thể nói là mình có giải pháp khác vậy. Nhưng không, Bồ Tát chúng ta kiên định mức độ để dương tưởng rằng cái nhẫn nại ở trong da thịt của tôi chăng, nó không ở trong da thịt đó. Ông Bảo Dương bực thêm, chặt tay chặt chân. Ngài ngất xỉu mà tỉnh dậy hỏi, Ngài cũng đại dương tưởng rằng là cái nhẫn nại ở trong tay trong chân chứ không có đâu, ở trong tâm vậy. Quý vị thấy rằng á, ngay cả cái sự cái gặp chuyện đó, đó đối diện như đó mà không thay đổi được đó, mới là gọi là thọ trì. Chứ coi đây mình chỉ nhận lãnh thôi, vị sư truyền giới mà mình nhận lãnh, mà gặp cơ hội đó có thể nói dối được mà không nói dối, gặp cơ hội có thể sát sanh được mà không sát sanh, gặp cơ hội có thể là trộm cắp được mà không trộm cắp, đó mới là thật đấy. Đó mới là thật đấy. Có hai người cùng đi nghe pháp, một người thì chăm chú nghe, còn người kia thì cứ ngó giáo giác, thấy ai hở thì lấy trộm cắp những cái tài sản. Ở trên đường về nó hỏi trong cái buổi nghe pháp này anh kiếm được nhiều, cái vị nghe pháp nói tôi kiếm được cũng nhiều. Ở đâu? Nói là tôi kiếm được cái trí, cái trí của nghe pháp tôi hiểu được, đó là sự tìm được rồi. Cái người kia nói ô vậy là anh ngu quá, trong cái buổi lễ này á, trong cái cuộc nghe pháp này tôi kiếm được một số tài sản. Cái câu chuyện là đến tới vật, tới vật nó cái người nào ngu biết mình ngu đó kẻ trí, cái người ngu mà cho mình trí đó là kẻ ngu. Thấy cái lợi lộc trước mắt không mà quên đi cái hậu quả phía sau. Còn cái người biết mình ngu mà cho nên chăm chú nghe pháp, nó trở thành người có trí. Người nào biết mình ngu đó là người có trí, còn người nào ngu mà cho mình là cái trí đó là kẻ ngu, cái kẻ ngu. Những vật chất thế gian này có cũng khổ, không có cũng khổ, phải nhìn khi mà chúng ta đối diện với những cái điều kiện mà có thể vi phạm giới hạnh được mà chúng ta không bắt, đó chính là chúng ta thọ trì. Ở trước đó chúng ta mới có nhận lãnh thôi, nhưng mà bây giờ ở đây đối diện vào những cái điều kiện có thể vì mạng sống, có thể vì tổn hại đến tứ chi mà không vi phạm, đó là sự thọ trì. Bây giờ cái điểm thọ trì này nó dẫn tới cái gì nữa thưa quý vị? Xin thưa, cái sự thọ trì này nó dẫn tới một cái pháp thứ hai, đó là pháp quyết định, à thích thành á, quyết định.
mà tất cả những pháp độ của chúng ta đó được xoay quanh hai cái trục chánh, tức là Nekhamma Parami, tức là cái xuất ly ra khỏi cái vi phạm, ra khỏi cái đắm nhiễm. Và cái trục thứ hai đó là Asatthana Parami, tức là quyết định. Khi mình quyết định giữ cái giới đó, quyết định thực hành cái pháp đó thì kiên định, không bao giờ mà thối chuyển, không bao giờ thối chuyển. Cho dù rằng cái hành động đó, đó người ngoài sẽ thấy rằng là vô lý, nhưng mà lại là thực hiện một cái kiên định rất mạnh. Như Bồ Tát chúng ta, Bồ Tát chúng ta trong tiền thân là một con thỏ, gấp dao với một con thỏ thứ hai. Một lần nọ, hai con thỏ đi ăn, bất ngờ một cái lợn sống lớn chụp xuống, và lượng sống đó bắt đi con thỏ bạn, lôi xuống biển. May mắn Bồ Tát thoát khỏi. Bồ Tát nói rằng biển này dám cướp đi người bạn thân của ta, mà phải tát sạch cái biển này để tìm lại người bạn thân. Và ngài chạy lên, ngài chạy xuống biển, ngài nhúng đuôi xuống nước, ngài đi lên bờ, ngài rảy, ngài làm vậy cho đến trọn cái đời sống thọ của ngài. Cái hành động đó thì mình cảm thấy rằng là khi đọc cái bổn sanh đó, chúng ta thấy là Bồ Tát làm vậy hình như là thiếu trí. Nhưng mà một cái góc độ khác sẽ thấy rằng đây là sự tinh tấn của ngài, ngài không bao giờ thối chuyển trong cái điều mà ngài nêu ra là tát sạch cái biển trong cái khả năng của ngài. Và đồng thời nói nữa là một cái quyết định, một cái quyết tâm của ngài. Chính hành động đó trở thành là tinh tấn ba la mật của ngài. Dĩ nhiên tinh tấn có đôi khi thiếu trí, bởi vì tinh tấn thuộc về sở hữu tự tha. Nó có thể họ trong tâm bất thiện cũng có, hoặc là họ trong tâm thiện cũng có, nhưng mà cái sự kiên định của ngài như vậy, muốn nói là cái quyết định chính từ đó nó tạo thành một cái thói quen. Về sau khi là người á, ngài đã nói ra một cái lời nào thì ngài sẽ thực hiện cái lời đó. Như trong tiền kiếp của ngài là vua Si Quý chẳng hạn các bạn, một cái lúc mà ngài cái tâm phấn chấn rồi, ngài phát ngôn rằng là ai xin cái gì ta sẽ cho cái đó, ngay cả mạng sống không từ chối. Cái lời phát biểu của ngài vậy làm rúng động cái ngai vàng của vua Đại Đức. Vua Đại Đức mới hóa thân xuống là một con bà la môn đuôi hai mắt. À, đi tới nói xin vua Si Quý là bạch ngài, tôi bị đuôi hai mắt, xin ngài cho tôi con mắt. Mà xét thấy là mình bố thí cặp mắt này đem ra ánh sáng cho một con mắt, là để đem ra ánh sáng cho ông bà la môn này tốt. Mà mình vừa nói rằng ai xin gì mình cho đó, cho nên đức vua bảo người y là dùng thủ thuật đem con mắt của mình á qua cho ông bà la môn. Họ đem con mắt rồi, ông bà la môn nói bạch đâu đại vương, chúng tôi quên, ngài cho tôi con mắt trái mà tôi đang cận mắt phải, xin ngài cho tôi nốt con mắt phải. Đức vua Si Quý được cho luôn con mắt bên phải luôn. Mà quý vị biết là cái nếu mà nói đây bố thí trước mắt đó là có sự bố thí là đã đành rồi. Thứ hai nữa là cái pháp đó là pháp gì nữa, pháp quyết định, đành nói thì phải làm, nói thì phải làm. Và thường thì nói rằng bố thí cặp mắt nghĩa là ở bậc hạ, à, thì là bậc trung,
bố thí ở trật ngoại thân là bậc hạ, ví dụ như vợ con hoặc là tài sản vật chất là bậc hạ. Bố thí thí tứ chi máu huyết hoặc những cái bộ phận trong cơ thể mình là trung, bố thí mạng sống là bậc thượng. Nhưng xin thưa quý vị rằng các bạn sẽ giải thích rằng tuy rằng bố thí con mắt hay là lóc thịt, nhưng mà từ những vết thương đó khiến thể mệnh chung có thể chết đi được từ những cái vết thương đó, thì cách bố thí đó không còn là bậc trung nữa mà trở thành bậc thượng, chứ không phải bậc trung nữa. Ngài muốn nói rằng là cái quyết định của ngài là như vậy, mà quyết định này nó đi đánh kèm với cái tinh tấn. Cho nên chúng ta thấy rằng á, vào cái lúc mà ngài sắm sửa và chứng đạt đắc đạo quả đó, vô thượng chánh đẳng giác, ngài phát nguyện sao? Dù cho máu có khô lại, thịt và da gân có rút lại, nếu không chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta sẽ không rời khỏi bồ đoàn này. Cái này là nguyện. Và ma vương kéo binh ma tứ quỷ tới chẳng hạn vậy, ngài không suy xuyển, ngài không không rời khỏi bảo tọa, đó là thọ trì. Đã nói ra thì phải thực hiện. Trước tiên là nguyện, rồi sau đó là thực hiện. Và gặp nghịch cảnh cũng không từ chối để thay đổi. Đó là thọ trì. Thọ trì năm giới dù bất cứ lúc nào cũng giữ gìn năm giới cách trong sạch. Thọ trì cái đề mục thiền tịnh của mình thì lúc nào cũng phải theo đuổi. Theo đuổi cho đến trọn kiếp sống này. Và chúng ta nhớ rằng là thời Đức Phật Cây Diếp có bảy vị tỳ khưu cùng nhau lên trên núi, hẹn với nhau rằng nếu như chưa chứng đắc được đạo quả sẽ không xuống núi, cắt đứt cái sợi thang dây. Ngày thứ nhất có vậy chứng quả A La Hán bay đi, rồi mang vật thực về. Sáu vị còn lại hỏi rằng chúng ta có thỏa thuận với nhau rằng vị nào chứng đắc được pháp tượng nhân rồi đem vật thực về cho những vị khác không? Vị A La Hán nói là không, không thì hiền giả đã thành tựu được rồi thì hiền giả cứ dùng vật thực, hiền giả tìm đi. Chúng tôi chưa thì ngăn ngừa mà chúng ta có cái pháp quyết định đó, nó trở nên củng cố vững chắc. Và khi mà đối diện mà chúng ta không vi phạm thì chúng ta còn có được hai pháp. Một pháp thứ nhất á, là mình thoát ly được. Như khi mà mắt á, thấy sắc đẹp mà không có khởi lên tâm ái luyến, thấy được nguy hại của nó, hoặc là mắt mà thấy cảnh sắc xấu cũng khởi lên tâm bất bình khó chịu, đó là ngăn ngừa. Đối diện đó. Và có như vậy thì tâm chúng ta mới vững mạnh. Nói một cách khác đó, ngăn ngừa bằng cách thọ trì đó, chúng ta phải có pháp quyết định. Chính cái pháp quyết định và pháp tinh tấn này nó sẽ hỗ trợ cho cái ngăn ngừa khi mình thọ trì. Và như vậy thì khi mình thọ trì mà không hề vi phạm đó, mình được ba pháp. Thứ nhất là ngăn chặn cho tham ưu nó không xâm nhập vào tâm, nó không vi phạm, và đồng thời có được cái pháp tinh tấn, và đồng thời luôn có cái pháp quyết định. Và cách thứ ba nữa là đoạn trừ khi nào chúng ta chứng đắc được đạo quả. Chúng tôi chúng tôi xin tóm tắt lại thời gian hôm nay, bởi vì cái đường truyền nó không có được chuẩn lắm. Chúng tôi tóm tắt lại là sự ngăn ngừa hay là kiên tánh hay là lánh xa, nó có ba, tức là quyết tí có ba, tức là nguyện, thứ hai là nhận lãnh, thứ ba là đoạn trừ. Trong cái điều kiện này chúng ta có cái điều kiện thuận lợi và điều kiện đối diện. Mà khi đối diện thì chúng ta cương quyết không hề vi phạm, thì chúng ta sẽ đi vào cái pháp quyết định của ba la mật, quyết định ba la mật. Và trong đó có một sự nỗ lực trong đó, hoặc là có sự nhẫn nại chịu đựng trong đó, tùy theo những cái điều kiện nó khởi lên, chúng ta phải câu hành thêm nhiều cái pháp ba la mật trong đó. Chúng ta có thể có
được cái từ ba la mật, và chúng ta có được cái giới ba la mật, hoặc là chúng ta có được cái trí ba la mật nếu suy quán về cái nghiệp quả ở trong cái khi đối diện mà không hề vi phạm. Từ cái chỗ này chúng ta sẽ kết hợp thêm nhiều cái pháp ba la mật khác, mà trước mắt không vi phạm chúng ta được cái pháp quyết định ba la mật và tinh tấn ba la mật. Vậy thì cái sự xa lánh này có một cái tác dụng lớn, để khi tích lũy được thì chúng ta sẽ chứng đắc được cái hành giả, chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì bây giờ trở thành là ngăn trừ bằng cách đoạn trừ và phá vỡ cái cầu vậy. Và đối với thời giảng này cũng dùng phải lẽ của ba phát sinh lên, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chia điểm toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ tọa dụng qua bước này để đắc kỳ mọi sự kiện đồng nhau cả thầy. Nam mô.